Tại Hà Nội, theo Sở Du lịch Hà Nội, khách du lịch đến các khu và điểm du lịch trong ngày hôm qua, ngày 14 tháng 2, có xu hướng tăng hơn do hiệu quả từ những nỗ lực trong công tác tuyên truyền và phòng chống dịch bệnh COVID-19 của chính phủ, của thành phố và của các khu, điểm du lịch. Sau thời gian tạm đóng cửa để phun thuốc khử trùng, đảm bảo công tác vệ sinh an toàn, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế, nên lượng khách du lịch đến các khu điểm du lịch trên địa bàn thành phố đến nay đã đạt từ 50 đến 70% so với thời điểm không có dịch. Đối tượng bị giảm nhiều chủ yếu là khách du lịch nội địa. Tính đến ngày 14 tháng 2 năm 2020, tạm tính đã có hơn 19.500 khách quốc tế hủy tour đến Hà Nội, tập trung chính vào đối tượng khách đến từ Trung Quốc, 17.120 lượt, còn lại là thị trường khác như Singapore, Nhật, Indonesia, châu Âu, Mỹ. Tạm tính có 15.125 lượt khách Việt Nam đã hủy tour đi du lịch nước ngoài, chủ yếu đăng ký đi du lịch Trung Quốc, 8.702 lượt, hơn 8.039 khách nội địa hủy tour đến Hà Nội đi lễ hội.